Mẹ tiến sĩ ơi, mẹ tiến sĩ. Mẹ tiến ơi. Cô Tám ơi, chị. Chị mới chợ về hả? Mới về nè, uống miếng nước nha. Dạ. Đây, trời nắng quá, uống miếng cho nó mát nè. Trời ơi. Hôm nay cô Tám qua đây có chuyện gì không? À có chứ, trời qua đây có chuyện chứ sao không có chuyện. Qua đây mời chị đi ăn tiệc. Dạ, thằng Tú con em á, nó trúng mánh. Trời ơi, nó làm ăn lúc này khá lắm. Mới mua chiếc xe, bởi vậy em mở cái tiệc để rửa nè. Trời ơi, chị bữa đó rảnh là nhớ qua dự tiệc với em nghe. Được rồi, để có gì anh chị sắp xếp hen. Dạ, trời ơi, chị nhớ không, hồi xưa mà lúc mà con chị mới đậu cái bằng tiến sĩ đó. Đó, cái là chị cũng đãi tiệc đúng không, cũng mời em qua đó. Thành thử ra bây giờ con em nó vừa mua cái xe, cái em mở cái tiệc, cái làm nhớ tới chị liền, chạy qua đây mời liền vậy đó. Rồi, cảm ơn cô Tám ha. Dạ, ủa tiến sĩ Cao đâu chị? Để em đi vô mời nó. Thôi khỏi, để có gì lát tôi vô tôi nói với thằng Cao được rồi ha. Với lại không biết thằng Cao nó có rảnh không nữa. Chàng ơi, tiến sĩ bận bịu dữ vậy hả? Thiệt tình. Vậy mà mấy mẹ ngoài chợ nói với em sao biết không? Nói hả, tại tiến sĩ thất nghiệp rồi thất bại gì đó cho nên hả không có dám ra đường, không dám nhìn ai đó. Đâu có, bà đồn ép dễ sợ luôn á. Ơi, mình bận ban ngày mình đi làm vườn nhưng mà tối mình vẫn làm việc, vẫn có việc làm bình thường, đâu có thất nghiệp gì đâu. Là làm vườn, bận làm vườn á hả chị? Đúng rồi đó cô Tám. Dạ. Con chào cô Tám. Chào con. Ủa giờ xưng hô sao ta, biết xưng hô sao cho hợp lý chị. Thôi cô Tám cứ kêu con là thằng Cao như hồi xưa đi là được rồi. Vậy đi. Con mặc đồ định đi đâu vậy? Con có chút việc trên thành phố á, con cần con giải quyết, con đi luôn đó má. Mấy cái chuyện trên thành phố ha. Trời ơi, má nói rồi, con mà về đây ha là mấy cái chuyện trển á là rối beng không à. Đúng rồi, con lên thành phố giải quyết là xong liền à. Trời ơi, tiến sĩ bận bịu quá trời luôn vậy. Thôi, em cũng tranh thủ đi mời thêm mấy người nữa. Rồi. Nhớ tối với em nha, chua chủ tiệc rửa xe quan trọng luôn á. Rồi, dạ, cảm ơn cô Tám. Chị. Dạ. Rồi, yên tâm ha. Dạ. Trời ơi, Cao à. Nãy giờ á, má nói cho nó qua chuyện thôi. Con cũng đừng có thắc mắc gì nghe. Tại vì con biết sao không? Cái tính của cái bà Tám này nè, trời ơi, bà nhiều chuyện dữ lắm, với lại hay nói móc nói mỉa gì đó. Có gì á con cũng đừng có để bụng nghe. Con hiểu bà má. Thôi chắc con cũng đi luôn á. Khoan hả, bây giờ cái chuyện vợ chồng con tính làm sao? Dạ má, cái chuyện này để con lên thành phố xong về rồi tính đi. Bây giờ cũng trễ rồi, con vô con soạn vali nha. Chị Lạc. Chà. Tới sớm dữ ha. Có bộ sửa soạn đồ quá ha. Tôi nghĩ chắc không được như là cô mong muốn đâu. Thì nói chung là cũng phải chuẩn bị. Coi như là tinh thần mình phải tốt. Phấn chấn thì mọi chuyện mới thuận buồm xuôi gió chứ chị. Ê mà tính ra 15 phút nữa mới tới giờ có cuộc họp. Mà coi bộ chị Lạc cũng nôn nóng dữ ha. Tới sớm vậy chị ha. Tôi tới sớm á là để tôi nói thẳng ý kiến của mình luôn. Nói chung là tôi không đồng ý để cho mọi người bầu cô lên làm cái chức tổ trưởng của khu phố này. Bởi vì người ta đang trong cơn nguy kịch. Mà con người cô á là con người mà thừa nước đục thả câu. Như vậy làm sao mà đủ tư cách làm tổ trưởng khu phố được. Ủa chị ăn nói cho cẩn thận giùm em cái. Tôi phản đối thì tôi nói thẳng à. Ý tôi như vậy đó. Không có gì phải cẩn thận hết trơn hết á. Em nói chị nghe nè. Một lát á, biết bao nhiêu người tới đây người ta dự cuộc họp. Thì để coi là mọi người sẽ chọn tôi hay là chọn theo ý kiến của chị. Trời ơi, tôi thấy cái chuyện đó thì... Đây. Cô phải là người phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói nha. Tôi nói cô nghe nè, không ai ác như cô hết á. Chú Liêm thì bây giờ đang bị đột quỵ rồi. Mình phải quan tâm chú Liêm
hay là cho người nào đó, hay mình làm cái gì đó để chăm sóc chú Liêm. Hết chuyện giờ đi bài trò này. Cái gì? Ủa, tôi bài trò nào? Cái này là đúng thôi chứ bài trò gì? Anh tính đi, bây giờ chú Liêm, bây giờ chú ngã bệnh rồi. Bây giờ cái chức tổ trưởng tổ dân phố tiên để trống như vậy, mà để trống càng lâu thì càng loạn. Đó nên bây giờ tôi cảm thấy là vợ chồng tôi có học thức, có tri thức, nên tự đề cử bản thân mình vô cái vị trí này là đúng, còn cái gì nữa. Anh chị có biết là cái cuộc đại hội vừa rồi là đại hội mà bầu cử khu phố mà tiêu biểu của quận. Đó, tôi nhờ sự quen biết của mình nên đã đưa khu phố cao sang của mình nằm ở top 1. Và tôi đã bỏ ra một số tiền lớn để mà chuẩn bị các tổ chức sắp tới khu phố mình đó. Ê, cái này chắc về quê đào được hầm vàng hay gì bà. Cái đó gọi là có tài mới làm được đó. Ôi, tài quá à. Tài. Đủ rồi. Ủa sao anh lại ở đây? Anh lên đây cũng là vì chuyện của em đó. Thôi đúng rồi, anh lên thì càng tốt. Bây giờ hai vợ chồng mình là học cao hiểu rộng, nên anh lên đây là có đủ vợ đủ chồng, mình đề cử vô cái vị trí đó là tốt rồi. Anh nói là đủ rồi, em đừng có nói nữa. Em nghe không? Ở đây có đông người đó. Anh làm gì anh nói chuyện lớn tiếng với em vậy? Anh nói vậy mà em còn không hiểu nữa. Được rồi, bây giờ để anh live stream cho tất cả mọi người biết luôn ha. Tự nhiên mọi người sắp tới bầu cử anh live stream cái gì vậy? Đây, anh live stream luôn rồi đó. Anh bị cái gì vậy hả? Xin chào tất cả mọi người, tôi là tiến sĩ Cao. Ngày hôm nay tôi công bố một cái sự thật về gia đình tôi. Thật sự thì tôi không phải là tiến sĩ. Anh bị cái gì vậy? Xuất thân của tôi là từ một gia đình nông dân, không phải là một gia đình mà học cao, học rộng hay là trí thức gì hết. Và cái chuyện mà tôi nói là tôi dạy trong trường đại học cũng là không đúng sự thật. Anh... cái chuyện vợ tôi á, đứng ra ứng cử, đề cử vô cái chức tổ trưởng tổ dân phố, khu phố cao sang là một việc rất là hồ đồ và sai trái. Anh đủ rồi nha. Để anh nói. Ngày hôm nay tôi xin phép thay mặt vợ tôi xin lỗi tất cả mọi người, xin lỗi chị Lạc, anh Bách, và xin phép hủy cuộc họp này. Xin chào mọi người. Thôi về nhà. Thôi về chồng tôi về. Để nhà cho... ai nấy biết. Rồi, để chị giải quyết. Thôi, thôi tôi về ạ. Hồi nãy ít người coi mới về, chắc chia sẻ cho nhiều người coi chứ. Tôi không về chia sẻ. Anh bị cái gì vậy hả? Tại sao tự nhiên anh đi nói với mọi người là anh không phải là tiến sĩ? Anh đi nói với mọi người là anh là nông dân. Tại sao lại nói với mọi người như vậy? Anh chỉ muốn sống thật thôi, không muốn sống ảo nữa. Không lẽ anh cảm thấy là đi về trồng rau rồi hả nuôi cá là gì là tốt hay sao? Bây giờ anh mới phải sống sao với anh hả? Em làm tất cả mọi thứ là để tốt cho anh mà bây giờ anh phá hết rồi. Em coi thử đi. Con đồng ảnh có thích không? Em được coi hả? Ừ. Trời xịn nhở? Ồ, đây là cái đồng hồ mà chị mua bằng cái tiền mà bộ phim đầu tiên của chị á. Đầu tiên luôn? Ừ. Là chị mua lâu rồi mà sao giờ mới tặng? Thì chị đợi đến mấy nhân dịp đặc biệt chị mới tặng chứ. À, ở trên đó chị có khắc tên chị với ảnh với lại cái ngày mà hai anh chị quen nhau á. Nè em thấy rồi nè. Hồi nhìn xịn quá ha. Em bảo đảm là anh Đồng siêu thích cái này luôn, sẽ đeo hoài luôn, không bao giờ muốn tháo ra. Phải không? Phải. Thiệt quá. Mà sao nãy giờ ảnh chưa tới ta? Em không biết nữa. À chị. Hay em đi về nha. Sao vậy? Chú, sinh nhật của ảnh là cái dịp mà anh chị có thể có cơ hội bên nhau rồi tâm sự với nhau, tự nhiên em kêu giữa kìa muốn chết. Con này, chị coi em với em ruột của chị á, có em rồi sinh nhật ảnh rồi mới vui chứ. Mà nay em đi tay không chưa mua quà. Trời ơi, mệt quá, quà cáp gì. Đợi ảnh tới đi rồi xong hả, mình đi ăn một bữa cho hoành tráng. Em thích ăn cái gì? Thì có gì? Thì giữa nha. Ừ, ăn ngon nha. À, với lại chị, mấy em xin chụp với chị tấm hình được không? Tại vì đám bạn em á, nó không tin là em quen chị Thùy Chi đóng phim Định Mệnh nha. Mệt quá, chị với em xa lạ gì mà xin nữa. Chị em chụp nha. Ừ, nói thiệt đó chị, không những bạn em đâu, cả nhà nó mê chị luôn. Không. Thiệt. Rồi, thiệt sự. Nói thiệt luôn, chị không có ngờ mà chị có ngày hôm nay luôn á. Mà chị nghĩ đến chị vui lắm luôn á. Mà em công nhận, sau cái phim điện ảnh Định Mệnh đó, chị hot thiệt. Hot dữ thần luôn á. Mà cái phim đó vẫn đang đứng đầu phòng vé nha chị. Chiếu một tháng rồi mà em thấy vẫn quá rồi, người kéo đi coi luôn.
chị cũng rất là vui luôn á. Em có nhớ là hồi trước chị như thế nào không? Mà bây giờ nhờ cái bộ phim đó tên tuổi chị lên quá trời. Chị không nghĩ luôn á. Bởi vì cuộc đời đâu biết trước được gì chị ha. Mà chị, giờ em chụp hình chị á, sao mà cái em đăng lên á, có khi nào em được lên báo ké không? Nhỏ này. Chụp nha, chụp nha. Đâu? Dạ. Đồng ơi. Gì anh? Đồng, chú mặc đồ lịch sự gì? Bán gà mặc đồ ngon ngon lành gì? Có chuyện quan trọng, quan trọng. Sao có chuyện gì nói em nghe đi. Gì gấp vậy? Sáng giờ có lên mạng chưa? Chưa. Chưa lên mạng luôn? Chưa lên chi? Lên mạng xã hội chưa? Chưa. Lên top top chưa? Chắc chắn là chưa rồi. Lấy nha con. Lấy nha. Cái gì mà anh sao á? Mày bây giờ mày nổi tiếng ở trên mạng lắm. Cái gì? Coi đi. Nổi tiếng hả? Coi đi, coi coi coi. Cái gì vậy? Chào cả nhà. Chuyện drama hot nhất ngày hôm nay cả nhà đã biết chưa? Nữ diễn viên nổi tiếng Thùy Chi đang làm mưa làm gió ở một loạt phim hot hiện nay như Thanh Xuân Trong Ta, Tình Đã Qua và đặc biệt là bộ phim điện ảnh Định Mệnh đang đứng đầu doanh thu phòng vé hiện nay. Vừa mới bị lộ một tin đang hẹn hò với một chàng trai bán gà chiên các bạn à. Ngay sau đây là một loạt hình ảnh họ đang hẹn hò với nhau. Tại sao một cô nàng tài sắc vẹn toàn như Thùy Chi lại gửi gắm trái tim mình cho một kẻ không đáng, kinh tế bấp bênh như vậy? Liệu anh ta có chơi bùa hay nắm thớp gì của nữ diễn viên này khiến cô ta không thể thoát khỏi anh chàng này không? Cả nhà ơi, liệu thần tượng của các bạn đang gặp nguy hiểm? Liệu Chi đang có một sự lựa chọn sai lầm? Hãy giải cứu thần tượng của mình, phản đối mối quan hệ khập khiễng này ngay đi nha! Cái nói ra này hả? Thì đó, mày giờ là nhân vật chính rồi đó, nổi tiếng trên mạng luôn á. Giờ đi ra đường mày cẩn thận nha, mấy đứa trên mạng nó liều lĩnh lắm á. Em không ngờ cái mối quan hệ với em với Chi cộng đồng mạng phản đối gay gắt như vậy. Thì mày bây giờ mày nghĩ coi, người ta bây giờ người ta nổi tiếng rồi, phải như ngày xưa đâu, hiểu không? Bây giờ mình lo cho mày đi, mình lo gì chuyện gì nữa. Cũng đúng, giờ Chi nổi tiếng rồi, em sao xứng với Chi được nữa. Đi với cổ á, mất công người ta cười cổ nữa. Anh không bắt máy hả chị? Không có chuyện bắt máy. Mà em thấy mắc cười không? Cái chuyện tình cảm của chị liên quan gì đến mấy người đó đâu. Tự nhiên xen vô rồi nói ảnh này nọ. Tội nghiệp ảnh ghê luôn á. Chắc tại giờ chị là diễn viên nổi tiếng rồi, có nhiều fan hâm mộ. Rồi thấy chị có người yêu vậy, người ta ghen tị nên người ta mới làm vậy. Chị muốn là người ta quan tâm đến chị là quan tâm đến những vai diễn, những cái gì mà chị đóng góp vô cái bộ phim. Tự nhiên cái này là cái chuyện riêng tư, rồi người ta đem ra người ta nói vậy. Thôi bây giờ chị sẽ qua chị gặp anh Đồng. Chứ không là... À, anh gọi lại hả chị? Em nghe nè chị Xuân. Sao em lại để lộ chuyện tình cảm ra ngoài vậy? Bây giờ em là người của công chúng, em phải giữ hình ảnh cho mình chứ. Em thấy chị mắc cười ghê á. Em yêu ai là quyền của em. Em với ảnh á, trai chưa vợ, gái chưa chồng, thì mắc gì mà không dám công khai. Em dại quá. Người nổi tiếng mà lại có người yêu là mất fan ngay. Mà với lại một người như Đồng chẳng có gì ở trong tay hết, thì còn gì là hình tượng của mình nữa em. Bây giờ có mấy nhãn hàng vừa mới gọi điện thoại yêu cầu cho chị nè, nói chúng ta giải quyết vấn đề này á. Giải quyết cái gì? Họ bảo lúc mà ký hợp đồng với em á, là họ muốn sử dụng hình ảnh Ngọc Nữ trong sáng, chưa có người yêu, để quảng cáo sản phẩm cho họ. Giờ thành ra như vậy sao họ chịu được? Chịu không chịu thì thôi, em nói tới đó thôi. Em tưởng không làm là dễ hả? Mình ký hợp đồng rồi đó, giờ mà bỏ ngang là đền đó em. Công bố chia tay với Đồng rồi giải thích với cộng đồng mạng đi. Với tư cách là quản lý của em á, chị yêu cầu như vậy đó. Ồ, chị Xuân. Sao vậy chị? Tự nhiên bây giờ nói là chị đền hợp đồng tùm lum hết trơn á. Bộ ghê luôn á. Bây giờ chị làm gì vậy? Thôi bình tĩnh đi chị, chắc chắn có cách giải quyết mà. Ủa, em thấy trong người sao rồi? Khỏe hơn chưa? Khỏe cái gì mà khỏe? Tự nhiên nhìn thấy mặt anh là tôi muốn xỉu ngang nữa hả? Ủa? Anh nghĩ sao vậy? Trời ơi, thần kinh anh có vấn đề gì không? Chuyện gì em bình tĩnh đi, chuyện gì? Trời ơi, anh có biết là cái công sức, cái tâm trí của em đổ dồn biết bao nhiêu thứ để mình tìm lại cái vị trí, cái chỗ đứng của mình, mà tự nhiên giờ anh ra anh nói sạch hết rồi còn cái gì nữa?
Trời ơi, thì ra là cái chuyện đó. Thôi, em cứ đừng có suy nghĩ tới cái chuyện đó nữa. Theo anh về quê đi. Anh cũng báo cho em biết nè, cái vườn rau nhà mình bây giờ ở dưới quê á, phát triển dữ lắm. Mà anh cũng tìm được nhiều mối lắm rồi. Có em phụ nữa là anh tin chắc là sẽ phát triển hơn nữa. Trời ơi, tôi nói cho anh biết, lần cuối cùng phải nhắc lại cái chuyện này nha. Tôi không muốn về quê, và tôi không muốn về cái nơi mà quê mùa khỉ ho cò gáy buồn hiu đó nữa. Anh hiểu chưa? Tôi muốn làm mệnh phụ phu nhân, làm quý bà. Trời ơi, tôi không muốn về trồng rau nuôi cá. Tôi không muốn làm nông dân, anh hiểu chưa? Thôi được rồi, em muốn sống trong sự giả dối á, thì tùy em. Đây là lần cuối cùng anh thuyết phục em. Còn em có muốn đi theo anh không á thì tùy em nha. Anh sẽ không nói lần thứ hai đâu. Tin mới nhất hôm nay, nữ diễn viên Thùy Chi vì scandal tình ái mà đã bị hàng loạt các nhãn hàng đòi đền hợp đồng, số tiền hiện nay đã lên đến cả tỷ. Chưa kể, cô mất một lượng fan khá lớn khi ngang nhiên dám công kích lại fan của mình trong một buổi họp báo. Thái độ gay gắt của cô làm mất điểm trong lòng công chúng. Cô quên rằng họ quyết liệt phản đối chuyện tình cảm của Chi và anh chàng bán gà chiên vì yêu mến cô và thấy đồng hoàn toàn không xứng sánh vai cùng thần tượng của họ. Nhưng thay vì đáp trả lại tình cảm mặn nồng của công chúng, cô lại chỉ trích họ nặng nề. Hiện nay, phim mới nhất đang chọn cô cho vai chính vừa công bố hoãn lại lịch quay vì tìm người thay thế Thùy Chi vì cho rằng sức hút hiện tại của cô đã giảm đi đáng kể. Hãy cùng tôi theo dõi tiếp những tin mới nhất của bộ drama đình đám này nhé. Sao bây giờ? Anh Đồng! Anh Đồng! Mở cửa đó cho em! Em biết là anh ở trong đó! Tại sao anh tránh mặt em vậy? Anh cũng sợ mấy người đó nữa hả? Anh mở cửa ra đi gặp em nè. Anh muốn rời xa em đúng không? Anh hèn lắm luôn á. Chỉ có một mình em là đấu tranh cho tình yêu của em với anh thôi. Còn anh thì sao? Anh nhốn mình ở chổng. Anh sống vậy mà anh coi được hả anh Đồng? Anh mở cửa ra đi gặp em nè. Em thất vọng với anh lắm luôn á. Anh Đồng! Alo? Tại sao em lại đáp trả với fan hâm mộ như vậy hả Chi? Họ nói gì thì kệ họ đi. Sao em cứ phải ăn miếng trả miếng vậy? Nào là nói họ không biết điều, nhàn cư duy bất thiện, thích xen vào chuyện của người khác. Trời ơi Chi ơi, bây giờ em đã là người của công chúng rồi. Em ứng xử trước cộng đồng và fan hâm mộ như vậy á thì làm sao mà được? Vậy chứ em hỏi chị nè, chị muốn em ứng xử như thế nào trong khi mấy người đó không có là cái gì của em hết trơn á, mà mấy người đó xen vô cái cuộc sống của em, chỉ trích bạn trai của em, rồi áp đặt cái tình yêu của em, rồi nói này nói nọ bạn trai em, sao mà em chịu được? Không lẽ em cứ im lặng vậy hoài hả? Nếu em là người thường như chị á thì không nói. Giờ em là nghệ sĩ, là người làm văn hóa, dù có chuyện gì em cũng phải bình tĩnh giải quyết. Em ứng xử thiếu văn minh bốc đồng như vậy á, bất lợi nhất chính là em. Em đang tự hủy hoại hình ảnh của mình đó. Chị không có nói nhiều nữa, em lập tức cùng chị mở một buổi họp báo xin lỗi khán giả đi. Xin lỗi cái gì? Em có cái gì đâu mà em xin lỗi. Em nên nhớ, nhờ có khán giả yêu mến mà em mới nổi tiếng, sự nghiệp của em mới thăng tiến. Vậy nên đừng có mở miệng mà nói là không cần họ hay họ chẳng là gì với em. Không có họ ủng hộ thì em chẳng còn là diễn viên Thùy Chi đâu. Mở cửa đi em Liên nè. Anh Đồng. Anh vô đây. Nhanh lên. Ủa anh sao vậy? Sao không gặp chị Chi? Bộ anh tính né chị luôn hả? Gặp thì được cái gì hả em? Hả?
Em không thấy tình hình chuyện vậy hay sao? Bây giờ còn một cách duy nhất thôi, là anh phải rời bỏ Chi, tuyệt đối không được gặp cổ nữa. Chỉ có làm như vậy á thì cổ mới không đánh mất tất cả hào quang của mình, đánh mất tất cả sự nghiệp của mình. Nhưng mà không lẽ bây giờ anh vì miệng đời, vì những anh hùng bàn phím ảo đó mà anh rời bỏ tình yêu của mình hả? Anh không bỏ tình yêu của anh. Lúc đầu anh không có sợ đâu em. Nhưng mà rõ ràng em thấy đó, sức mạnh của cộng đồng mạng quá lớn. Hả? Em có biết không, tất cả những fan ruột của Chi, họ đều quay lưng với Chi hết. Phim mà Chi đóng á, đều đánh dấu một sao. Chưa hết, họ còn muốn tẩy chay Chi nữa. Rồi em coi đi, những cái phát ngôn của Chi á, đưa ra chính kiến của mình, xém một chút nữa, nhãn hàng mà cổ đại diện quảng cáo điêu đứng luôn. Anh sợ lắm luôn rồi, thật sự. Anh không biết là anh với Chi có làm cái gì mà họ lại ghét tụi anh như vậy. Hai người không làm gì sai hết á, cho nên đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa được không? Anh quyết định rồi, anh phải từ bỏ Chi. Cho dù Chi có ghét có hận anh đi nữa, anh cũng phải làm như vậy. Anh không có gì để mất hết, nhưng mà Chi thì khác anh. Chi có quá nhiều thứ để mất. Thà cô ghét anh, cô hận anh, nhưng mà bản thân anh vẫn muốn cô có một cuộc sống tốt. Anh không muốn cô phải quay trở lại giống như ngày xưa, giống như xuất phát điểm nữa. Nhưng mà anh Đồng, em đừng nói nữa, anh đã quyết định rồi. Chị ơi, chị ơi, chị, đi thôi chị. Ừ, đi ha. Ê, cô Tám. Dạ. Ủa, sao vậy? Em về em thay đồ. Chị, trời ơi, mặc đồ đây này đẹp quá trời đẹp rồi. Không đẹp nhưng mà hai đứa giống nhau, vô tiền ta tưởng đâu tình nhân, không có được. Trời ơi, thôi cái bộ đồ này đẹp dữ lắm rồi. Kệ, cứ ai nghĩ sao nghĩ. Ủa, cô Tám mới qua, cô Tám. Chào tiến sĩ. Trời ơi, giờ con á là nông dân chính hiệu rồi, đừng kêu tiến sĩ nữa, kêu đó nghe kỳ cục lắm. Nông dân chính hiệu hả? Dạ. Má nhờ cô Tám qua đây chở má đi ăn tiệc. Thôi, cô Tám cứ đi trước đi, con vô con tắm xong con ra chở má đi cho. Vậy hả chị? Dạ. Vậy thôi, vậy em đi qua nhà hàng trước nha chứ để trễ. Dạ. Lát có gì con chở má con qua nha. Dạ, có người dính bùn nữa mà cô Tám có bắt tay con không? Thôi bữa khác sạch đi rồi bắt nha. Con giỡn cô Tám thôi chứ thật sự mà nói á, là cái công việc làm vườn này á là đam mê từ bé của con luôn. Bây giờ được làm điều mình thích rồi á, thật ra con rất là hạnh phúc, rất là vui. Đúng rồi, làm vườn vui mà, đúng dạ, không? Dạ. Thôi vậy em qua bên nhà hàng trước nghe, lát có gì con chở mẹ con qua nha. Dạ dạ. Anh đợi cô Tám đi. Vậy thôi cô Tám đi trước nghe. Đi nghe, em đi chị. Đừng về thay đồ nghe, đồ đó đẹp rồi. Má, thôi ngồi xuống nói chuyện đi. Con sau này á, ba má không cần phải giấu giếm đâu. Bây giờ con về đây con sống con thấy rất là hạnh phúc. Con phụ ba má làm vườn vậy á, con mới thấy là cuộc sống đúng cuộc sống của mình á. Mai mốt gặp bà con cô bác á, cứ nói thiệt với họ đi. Con nói vậy má thấy cũng vui lắm. Dạ. Má càng thấy tự hào về con đó Cao. À, con quên nói với má tin mừng rồi nha. Lứa rau nhà mình nó tốt lắm. Con chắc chắn cái vụ mùa lần này sẽ thắng á. Con chắc chắn sẽ làm cho ba má tự hào về con. Vậy hả con? Dạ. Thôi, bây giờ để con vô con tắm xong rồi con chở má đi tiệc nha. Dạ dạ. Gọi không? Mà không được. Mình gọi ông lên mặt với mình rồi sao? Nhưng mà không gọi không được. Không gọi. Tôi sẽ không gọi. Tôi sẽ không nhún nhường anh. Trời ơi, tôi có giá của tôi chứ. Thấy gọi là gọi đâu. Thấy chưa?
Vừa mới nói tôi không gọi luôn là tiếng chuông gọi liền. Trời ơi, tôi thiệt bây giờ tôi nhắm mắt nè, tôi cầm cái điện thoại lên luôn nè. Trời ơi, tôi biết là lia, xin lỗi tôi lia lịa luôn nè. Trời ơi. Nghe. Rồi đúng rồi, tôi tên Mơ. Hả? Cái gì? Chồng tôi để đơn ly dị hả? Là em sao? Là em sao? Anh nhớ em nhiều lắm em biết không? Hả? Anh xin lỗi. Anh biết anh là một thằng hèn. Anh không xứng đáng với em. Nhưng mà em phải hiểu cho anh. Anh không thể ngừng yêu em được. Thì ra đây là nguyên nhân anh tránh mặt tôi. Đồ bộ bạc. Anh rất yêu em. Anh rất yêu em chi à? Yêu nhiều lắm. Anh không thể là sống thiếu em được. Làm ơn đi, cho anh một cơ hội đi. Em là Huệ. Ui ra, sao lại là cô hả? Rõ ràng là chi mà. Chắc là anh sai quá, anh nhìn nhầm thôi. Để em đưa anh về. Tôi không có sai hả? Tôi không có sai. Biến đi. Anh làm gì với anh Đồng? Em yêu anh thật lòng. Tất cả tình cảm em dành cho anh là sự thật. Anh đã chấp nhận sẽ bỏ cô Chi đó thì anh phải dành thời gian cho em để em có thể chăm sóc anh chứ. Tôi không cần cô. Tôi nói một lần cuối cùng là tôi không cần cô. Dù chị không yêu tôi, chị ghét tôi, chị hận tôi cũng không bao giờ cần cô. Biến đi. Biến. Hôm nay em đã chụp hình đăng phây chưa? Oh.